những thông tin sự kiện nóng nổi bật diễn ra trong ngày trên cả nước thế giới tất cả sẽ được ttv 1 chuyển tải cô động trong bản tin lúc 21 giờ mời quý khán giả cùng lắng nghe xin kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng lắng nghe bản tin lúc 21 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh với những thông tin thời sự trong tỉnh trong nước và thế giới đáng chú ý thưa quý vị xác định rõ mục tiêu của việc cải cách hành chính là nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp thời gian qua tỉnh tây ninh đã có sự đồng bộ trong thực hiện các chính sách quy định có liên quan đến cải cách hành chính mà giải pháp quan trọng đầu tiên là đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các hệ thống phần mềm quản lý cung cấp dịch vụ công trực tuyến để người dân có thể thực hiện các giao dịch hành chính đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giảm bớt giấy tờ không cần thiết để giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian giảm chi phí tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng hơn Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường đổi mới sáng tạo, chú trọng đến các chính sách, dịch vụ người dân quan tâm nhiều, nâng cao kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ. Sau 10 năm thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ giáo viên, giai đoạn 2013-2023, toàn tỉnh đã có gần 90% phòng học được kiên cố hóa. Theo đó, năm 2013, toàn tỉnh có khoảng 6.631 phòng học các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trong đó, số phòng học kiên cố gần 4.700 phòng, đạt tỷ lệ kiên cố là trên 70%. Sau 10 năm thực hiện đề án, cả tỉnh có trên 6.900 phòng học các cấp, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong đó, số phòng học kiên cố khoảng 6.165 phòng, đạt tỷ lệ kiên cố là gần 90%. Số lượng trường lớp được đầu tư từ nguồn xã hội hóa giai đoạn 2013-2023, gồm 9 trường với quy mô 115 lớp. Số phòng học là 113 phòng học. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học tăng từ nguồn huy động xã hội hóa 1,7%. Số phòng công vụ cho giáo viên 2 phòng. Tỷ lệ kiên cố hóa nhà công vụ cho giáo viên tăng từ nguồn huy động xã hội hóa là 2,29%. Thưa quý vị, là những người thực hành pháp luật, luật sư phải là những người tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không làm bất cứ việc gì gây ảnh hưởng đến tính độc lập, liêm chính và uy tín của nghề. Vì lẽ đó, bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư chính là nền tảng cơ bản của luật sư khi hành nghề cũng như trong giao tiếp ứng xử. Thời gian qua, công tác này đã được Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh thực hiện thường xuyên và mang lại hiệu quả thiết thực. Với đặc thù là người thực hành pháp luật, luật sư buộc phải thường xuyên bồi dưỡng pháp luật để nắm vững và áp dụng pháp luật đúng quy định. Việc bồi dưỡng này đã được luật hóa trong luật luật sư và thông tư của Bộ Tư pháp. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Thế Tân, phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh chia sẻ. Có cái bồi dưỡng bắt buộc hàng năm, cái thời gian là bồi dưỡng thì nó là một năm mới nhất là phải 8 giờ đồng hồ, hay là 8 tiếng. À, cho cái các cái, uh, nghiệp vụ và những cái kiến thức mới cũng như là những cái kỹ năng mới à, và đặc biệt thì đối với cái nghề luật sư thì trong đó cái cái, cái việc trao dồi rút lọc cũng rèn luyện à, về cái kiến thức chuyên môn bên cạnh cái đạo đức nghề nghiệp cần phải được mà à, lúc nào cũng phải rèn luyện lúc nào cũng được nâng cao à, chính vì vậy cho nên là hôm nay thì đoàn luật sư tỉnh tây ninh à, để thực hiện cái theo cái thông báo thông tư số 02/2019 năm 29 của Bộ Tư pháp cũng đã tổ chức cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư cho toàn thể các anh em hành nghề luật sư thành viên của đoàn để mà bồi dưỡng nghiệp vụ. Bên cạnh đó, luật sư cần nghiêm túc tuân thủ bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam để góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa thực hiện tốt bộ quy tắc này, luật sư đã xây dựng cho mình một nền tảng đạo đức chuẩn mực trong ứng xử để hành nghề hiệu quả, nhất là phải độc lập, trung thực, tôn trọng sự khách quan. Luật sư Trương Tùng Quân, đoàn luật sư tỉnh tây ninh chia sẻ thêm: thì đối với luật sư thì phải tôn thủ, tuân thủ cái quan trọng nhất là đạo đức hành nghề luật sư. Thứ hai là phải làm đúng cái vai trò của mình là góp phần bảo vệ pháp chế xã chủ nghĩa bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của tổ chức và công dân thì nếu mà luật sư thực hiện tốt những vấn đề cơ bản nêu trên thì tôi tin tưởng rằng uy tín của luật sư của tỉnh tây ninh nói riêng và luật sư việt nam nói chung càng ngày càng được sự uh, tin tưởng mến yêu của nhân dân và các tổ chức. Để nâng cao uy tín nghề nghiệp, luật sư cần tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, luôn công khai và minh bạch trong suốt quá trình làm việc, hướng tới bảo vệ lẽ phải và những điều tốt đẹp của xã hội. Để làm được điều đó, trước hết luật sư phải thực sự là một tấm gương tốt đẹp và mẫu mực được thể hiện thông qua chính quá trình hành nghề của mình. Chuyển sang phần tin trong nước, thưa quý vị, ngày 27 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Con Tum về công tác ứng phó với bão số 6, bão Trà My. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải nắm chắc thông tin lưu lượng nước tại các hồ, bổ sung dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, các đài khí tượng thủy văn địa phương để điều tiết kịp thời không được để xảy ra tình trạng tất cả các hồ đều phải xả nước để đảm bảo an toàn. Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin Truyền thông, các doanh nghiệp điện lực, viễn thông phối hợp chặt chẽ với địa phương để duy trì giao thông liên lạc, kết nối thông tin, chỉ đạo điều hành thông suốt. Trưa ngày 27 tháng 10, sau hơn 2 giờ quần thảo ven biển và đi vào từ Thiên Huế, Đà Nẵng, bão Trà My đã suy yếu và để lại những thiệt hại ban đầu. Sau những đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6, bão Trà My, hàng chục hộ dân ở thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã bị ngập sâu. Theo ghi nhận, nhiều đoạn đường qua xã Hòa Bắc, đặc biệt đoạn qua thôn Nam Yên bị nước lũ chia cắt. Theo người dân địa phương, khu vực xã Hòa Bắc liên tục hứng chịu mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6, nước từ thượng nguồn sông Cù Đê đổ về nhanh chóng khiến các khu vực thấp trũng bị ngập. Còn tại tỉnh Quảng Nam, đến nay, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 2 người bị thương, Bên cạnh đó, có 13 ngôi nhà bị tốc mái, lực lượng xung kích đã kịp thời giúp người dân khắc phục. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện tình trạng sụp lúng, nứt gãy nền nhà, tường nhà bất thường tại Trung tâm Y tế huyện Tây Giang, với diện tích khoảng 300m2. Huyện đã chủ động phương án di dời tạm thời để đảm bảo an toàn cho cán bộ viên chức người lao động, bệnh nhân và phương tiện máy móc phục vụ chuyên môn. Nhiều tuyến đường bị cây cối ngã đổ gây ảnh hưởng đến lưu thông. Các địa phương và các lực lượng chức năng đã có những khắc phục tạm thời đồng thời cấm các biển cảnh báo và khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết vào thời điểm xảy ra mưa bão. Đến trưa ngày 27 tháng 10, bão Trà My đã khiến 6 xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh mất điện toàn bộ. 6 xã khác bị mất điện một phần. Số khách hàng mất điện do điện lực Vĩnh Linh cung cấp là gần 18.000 khách hàng. Tại huyện Triệu Phong cũng có một số xã bị mất điện do cục điện gãy đổ. Tại xã Do Hải, huyện Do Linh, 4 hàng quán ở bãi tắm bị sập đổ hoàn toàn đoạn kè bờ biển đang thi công bị sạt lở dài 3 km sau 15 m. Một tàu cá đang neo đậu ở Âu Tàu Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh bị chìm. Hiện tại, các điểm ngập sâu bị chia cắt. Các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, công an quân sự, tổ chức canh gác, lập barrier đảm bảo an toàn, không cho người và phương tiện qua lại. Do ảnh hưởng của Hoàng Lưu bão Trà My, nhiều địa phương vùng Bắc Tây Nguyên cũng đã có mưa vừa đến mưa to. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Con Tum, các huyện Đắc Lây, Tumorong và Con Plong có mưa to với lượng mưa đo được khoảng 100 mm. Tỉnh đang theo dõi sát sao diễn biến mưa lũ, sạt lở để lên phương án ứng phó kịp thời. Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên khuyến cáo, trong đợt mưa này, các địa phương miền núi Con Tum cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh sạt lở đất, lũ quét. Đặc biệt các công trình thủy lợi, thủy điện khu vực vùng tâm chấn động đất Con Plong cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ để có kế hoạch điều tiết nước phù hợp, đảm bảo an toàn. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, quan chức cấp cao của Văn phòng Liên Hợp Quốc và điều phối các vấn đề nhân đạo mới đây cảnh báo rằng toàn bộ dân số Bắc Gaza đang đối diện nguy cơ tử vong trong bối cảnh tình hình đang xấu đi nhanh chóng và cuộc tấn công dữ dội kéo dài nhiều tuần của quân đội Israel. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan y tế tại Gaza, hiện có khoảng 43.000 người Palestine đã thiệt mạng và hầu hết trong số 2,3 triệu cư dân tại vùng lãnh thổ này đã phải di dời kể khi xung đột nổ ra giữa Hamas và Israel Bên phía Israel, số người thiệt mạng là 1.200 người và khoảng 250 người bị Hamas bắt giữ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa đưa ra cảnh báo, Iran không nên trả đũa các cuộc không kích của Israel. Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã trao đổi với người đồng cấp Israel Yoav Gallant về tình hình căng thẳng khu vực sau đợt tấn công của lực lượng phòng vệ Israel vào các mục tiêu quân sự tại Iran rạng sáng ngày 26 tháng 10. Ông Austin nhấn mạnh, Mỹ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động trả đũa nào từ phía Iran. Đồng thời cho biết. Washington đang tìm cách giảm nhiệt xung đột thông qua các kênh ngoại giao, bao gồm các thỏa thuận ngừng bắn tiềm năng tại Gaza và Liban. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm tháng 11. Kết quả thăm dò mới đây của CNN cho thấy tỷ lệ ủng hộ giữa hai ứng cử viên gần như không thay đổi trong suốt chiến dịch. Trước đó, vào tháng 9 vừa qua, bà Harris được 48% cử tri tiềm năng ủng hộ, trong khi ông Trump ở mức 47%. Cuộc thăm dò mới nhất cũng chỉ ra rằng phần lớn cử tri đã xác định ứng cử viên mà họ sẽ ủng hộ từ đầu chiến dịch và chỉ có 15% cử tri thay đổi quyết định trong quá trình diễn ra. Điều này cho thấy sự ổn định trong chọn lựa của các cử tri Mỹ, khi chỉ còn 2% vẫn chưa đưa ra quyết định và 9% cho biết có thể thay đổi lựa chọn trước khi bỏ phiếu. Số người tử vong do bão Trami tại Philippines tiếp tục tăng nhanh khi công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn được tiến hành. Hàng chục người khác cũng đang được báo cáo mất tích theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines, cơn bão vừa qua đã ảnh hưởng tới trên 5,7 triệu người trên 16 khu vực. Giới chức địa phương cho biết, ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng do bão gây ra lên tới khoảng 14 triệu đô la Mỹ, trong khi thiệt hại cho ngành nông nghiệp còn cao hơn, sắp xỉ 24,5 triệu đô la Mỹ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 21 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.